Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến động viên và khen thưởng 100 triệu đồng cho Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích triệt xóa bắt giữ nhóm 14 đối tượng ngoài tỉnh chuyên hoạt động tín dụng đen quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Lê Trung Chinh đánh giá cao sự kiên trì và cuộc quyết liệt của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khi đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ 14 đối tượng ngoại tỉnh nằm trong đường dây chuyên hoạt động tín dụng đen quy mô lớn trên địa bàn thành phố, với số tiền giao dịch lên đến 14 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng cực kỳ tinh vi, cụ thể, để che giấu hoạt động phạm tội, nhóm này đã thuê nguyên căn nhà trên đường Chế Lan Viên, quận Ngũ Hành Sơn để hoạt động. Hàng ngày, nhóm này đăng quảng cáo cho vay trên các trang mạng xã hội và không để lại thông tin địa chỉ nhà. Người vay có yêu cầu sẽ gọi điện trực tiếp cho các đối tượng để nhận tiền tại nhà. Lãi suất dao động từ 40 đến 60% cho kỳ hạn 12, 28, 34 ngày. Lấy lãi theo từng ngày, không thể chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Tiền lời thường được thanh toán qua tài khoản ngân hàng để tránh bị phát hiện. Nếu người vay trả lãi trễ hạn, nhóm này sẽ trực tiếp đi thu tiền nợ hay gọi điện đe dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà các con nợ, uy hiếp, gây sức ép cho bị hại phải trả tiền. Từ đầu năm 2021, nhóm này đã chiếm đoạt số tiền lời là 3 tỷ đồng. Địa bàn chúng ta quét sạch như thế này, nhưng mà các nơi người ta cũng trú về, vì đây chúng ta có những cái điều kiện nó vừa khó khăn nhưng cũng vừa thuận lợi cho những cái đối tượng mà việc phạm pháp. Thì có thể nói rằng là các đồng chí làm rất là tốt, nhanh. Trong vòng gần 6 tháng thôi, điều tra xử lý rất là nhanh. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi ghi nhận đánh giá cao, chúc mừng và chia vui với những cái thành tích chung của Công an thành phố, đặc biệt là cái chuyên án 2621 này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn thời gian đến, lực lượng Công an thành phố phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, vận động người dân cung cấp các thông tin, nhất là thông tin liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi, và phải có các biện pháp trấn áp mạnh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.